Khi mà mua hàng với em ấy, thì em sẽ kiểm tra hết tất cả những con ốc này cho anh chị, tức là kiểm tra chi tiết từng con ốc này cho tất cả quý anh chị luôn. Nếu mà ví dụ mà thấy ốc nào mà nó không được tốt ấy, tức là nó hư ấy, thì là em sẽ tức là taro lại gen, làm lại hết cho tất cả quý anh chị và thay con ốc mới to hơn để cho quý anh chị sử dụng cho chắc chắn luôn anh chị nhé, để trong quá trình sử dụng ấy không gặp phải vấn đề gì hết anh chị nhé. Tại vì có một số nơi á, khi mà người ta bán ấy, thì người ta chỉ biết bán thôi, người ta lấy tiền về thôi, còn người ta chả quan tâm gì khách hàng của mình hết. Thế là không quan tâm là sau này anh chị dùng anh chị có gặp vấn đề gì hay không, cái đấy người ta không quan tâm. Nhiều khi anh chị về, anh chị mua về, anh chị dùng một thời gian ấy, gặp vấn đề ấy, thì là không biết đường gọi điện cho ai để nhờ hỗ trợ đấy. Nói chung là mọi thông tin là mù tịt hết, cái đấy mình tự mò. Hoặc là ví dụ mình có biết mình ra chỗ làm thì mình cũng phải tốn thêm tiền đó, thì cái này em kiểm tra hết cho tất cả của anh chị luôn. Nếu mà ví dụ nó hư ấy, thì em sẽ làm lại hết cho tất cả của anh chị. Ví dụ những con ốc như này này, cái này là hàng nó hư này đó, anh chị biết không? Tức là ví dụ anh chị vặn chặt, hoặc là ví dụ anh chị dùng một thời gian ấy là nó sẽ bị bung cái này ra luôn, nó hư cái này luôn. Thì những cái trường hợp như vậy là em sẽ taro lại gen hết, làm lại một cái gen hết và thay một ốc to hơn, ốc gen to hơn để mà nó chắc hơn, để anh chị dùng cho nó bền. Giống như cái trường hợp này đấy, là cái này là em làm lại mới này anh chị này, em làm taro lại mới một cái gen to hơn, ốc này ốc to hơn, anh chị thấy chưa? Đấy, cái này em làm ốc to hơn anh chị nhé. Sẽ làm em sử dụng những cái như này để em làm này, đấy những cái như này đây, máy em làm đây anh chị, tức là em sẽ làm chắc chắn cho tất cả của anh chị hết, để anh chị về anh chị chỉ phải dùng thôi chứ không phải lo sợ gì nữa hết. Là ốc ấy, nếu mà hư ấy, thì em sẽ thay những con ốc như thế này anh chị thấy chưa, thay những con ốc gen to như thế này này, gen to như thế này cho tất cả của anh chị này, để cho nó chắc chắn luôn anh chị nhé. Những con ốc của nhà sản xuất ấy, thì là gen của nó nhỏ lắm anh chị ạ, gen của nó cực kỳ nhỏ luôn. Còn gen em thay này, to đấy, dùng rất là chắc chắn. Cái này là ốc 10 ly anh chị ạ, ốc 10 ly. Em còn có ốc 8 ly nữa, ốc 8 ly của em thì nó cũng to hơn con này, gen của nó cũng to hơn đây. Đây, gen nó cũng to hơn đây đấy, gen của nó cũng to hơn nhá anh chị nhá. Đấy, ốc 8 ly đấy, đấy nó to, gen của nó cũng to hơn, nói chung là vặn nó chắc hơn anh chị nhá. Đây, em mua cả bọc 1.000 con này, 1.000 con ốc này, để em nâng cấp cho tất cả của anh chị này. Nói chung là mua máy với em thì anh chị cứ yên tâm, nói chung là máy là được làm chắc chắn hết, xong rồi mới gửi cho tất cả của anh chị. Anh chị về anh chị chỉ phải dùng thôi, theo giống như sự hướng dẫn của em thôi, là máy dùng rất là bền luôn. Cái này thì khi mà anh chị mua ở những nơi khác thì sẽ không có những cái như vậy anh chị nhé. Chỉ có mua với em thôi là em sẽ làm rất là kỹ như vậy. Đây anh chị thấy chưa, em sẽ taro lại gen như thế này. Taro lại gen như thế này cho chắc chắn luôn nhá. Em sẽ thay con ốc 10 ly vào cho anh chị luôn nhá, để cho nó bền. Cái này thì máy Vortex thì là nó mới hay gặp tình trạng như thế này thôi, còn máy Juicer thì hầu như là rất ít khi là bị cái này, rất là hiếm luôn. Còn máy Vortex thì nhiều khi nó cũng gặp những cái tình trạng như này anh chị nhé. Thì nói chung là khi mua hàng với em thì cái này thì em cũng sẽ làm cho tất cả quý anh chị hết, làm chắc chắn cho anh chị hết, xong rồi em mới gửi đi cho tất cả quý anh chị. Thì ví dụ anh chị thấy ví dụ thấy cái mà ốc to ốc nhỏ như thế này thì anh chị cũng đừng ngạc nhiên nhé, tại vì cái này thì nói chung là em thay, em làm chắc chắn cho tất cả quý anh chị thôi, cho nó chắc chắn nó bền. Đấy, còn cái này là ốc này nó chắc chắn này nên là em sẽ không thay những cái này. Còn ốc trên này là nó hư hết rồi, cái gen này nó hư nên là em sẽ thay và làm hết chắc chắn cho anh chị luôn. Đây, em sẽ dùng cái mũi khoan taro như thế này, cũng mua hơi bị mắc tiền đấy anh chị nhá, một cặp như vậy là trăm mấy ấy. Nói chung là đồ nghề cũng rơi khoảng 200-300 ấy chứ không ít đâu. Nói chung là cái này thì em mua về để em làm phục vụ cho những khách hàng của mình thôi. Nói chung là mình buôn bán uy tín thì khách hàng người ta mới lui tới mình anh chị ạ, và giới thiệu mình và mua những sản phẩm tiếp theo. Nếu mà anh chị muốn theo dõi những video tiếp theo của em ấy, thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.